Xin chào toàn thể quý anh chị mình ạ. Hôm nay em Hải chia sẻ tới anh chị một lô đất ngang 5,5 m anh chị nhé, rất là đẹp ở vị trí này này quý anh chị. Ngang 5,5 m và chiều dài là 18,5 m anh chị nhé. Đường phía trước đất của mình 6 m ha, đường ô tô đường 6 m đường thông. Hướng này mình ra đường Bình Thung, ra ngã tư Bình Thung. Chỗ này ra ngã tư Bình Thung là tầm 300 m anh chị nhé. Lô đất của mình là thuộc phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đây, lô đất ngang 5,4 m anh chị nhé. Chiều dài là 18,5 m là vào tới căn nhà trong đó đó. Đó, 5,5 m là từ mép của nhà bên đây này quý anh chị. Qua bên đây ha. Qua bên đây này quý anh chị. Đấy nhá, chỗ này nhá, là ngang 5,5 m anh chị nhé. Chiều dài là 18,5 m ha. Rồi lô đất này thì đẹp, nó ngang 5,4 m chứ. Ngang 5,4 m thì đẹp. Và có tổng diện tích là 100 m anh chị. Thổ cư 82 m ha. Thổ cư 82 m nha, diện tích là 100 quý anh chị ơi. Rất là đẹp nha. Rất là gần với ngã tư Bình Thung đây. Hướng này ra ngã tư Bình Thung 300 m thôi. Ra quốc lộ 1K là ngã tư Bình Thung đó là 300 m anh chị nha. Đấy, còn nếu mà ra đường Bình Thung cũng chỉ tầm 300 m thôi. Đường trước đất mình đường thông. Hướng này cũng thông rồi quý chị. Hướng này ra đường Bình Thung cũng được này ha. Đó. Lô đất này có hướng tây bắc anh chị nha. Hướng bắc nhiều hơn. Nhưng mà nó trách tây một xíu gọi là tây bắc. Một lô đất rất là đẹp nằm tại phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Từ đây mà về trung tâm hành chính Di An và Bixi Di An là 3 km anh chị nhá. Còn nếu mà về cầu vượt Linh Xuân chỗ đường Phạm Văn Đồng của thành phố Thủ Đức ấy, là 6 km anh chị nhá. Rất là gần nhá. Và lô đất này thì hiện tại đang có mức giá rất là tốt anh chị, chỉ có 27 triệu một mét thôi. Tổng tiền là 2,7 tỷ luôn. Và giá này là chỉ bớt lọc thôi anh chị nhá. Giá này là giá bán luôn rồi, chỉ bớt lọc thôi ha. 2,7 tỷ cho một lô đất 100 m, ngang 5,4 m, rất là đẹp. Lô đất này gần với dự án Phú Hồng Thịnh, quý anh chị biết ạ. Gần với dự án Phú Hồng Thịnh 6910 nha. Từ đây qua dự án Phú Hồng Thịnh 6910 là chỉ tầm khoảng 200-300 m thôi. Dự án Phú Hồng Thịnh là bên này này. Thì lô đất này nó ở phía sau dự án Phú Hồng Thịnh, kế bên luôn. Đó. Sổ sách giấy tờ có sẵn, anh chị yêu thích thì có thể công chứng chuyển nhượng sang tên ngay trong ngày luôn, hỗ trợ ngân hàng thoải mái nếu mình có nhu cầu vay vốn. Rồi nếu anh chị mình yêu thích lô đất này hoặc là quan tâm tới bất động sản thành phố Di An, Thuận An và Thủ Đức thì hãy đăng ký kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản ha. Bên em chuyên làm video và sẽ đăng ở trên kênh YouTube này cho quý anh chị mình tham khảo trước khi mình đi xem ha. Bên em chuyên nhà đất khu vực thành phố Di An, Thuận An và Thủ Đức. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị cùng các bạn trong các cái video tiếp theo của bên em ạ.